Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2020 và là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, thường đang ở Cali Và trước khi mà chúng ta đi vào cuối tuần thì cũng muốn đem tới cho các bạn một cái video chia sẻ một số những cái tài liệu và tin tức mà Thường cảm thấy là có thể hỗ trợ các bạn, giúp ích các bạn hiểu rõ hơn về thị trường crypto hay là thị trường tài chính nói chung thì ngày hôm qua chúng ta bắt đầu nói tới thị trường tài chính Đầu video sau đó chúng ta nói tới thị trường crypto Thì hôm nay chúng ta sẽ đảo ngược lại Và chúng ta sẽ bắt đầu nói về thị trường crypto trước Sau đó chúng ta sẽ nói về những tài liệu và tin tức Ở trong thị trường tài chính ngày hôm nay Và các bạn thấy được là chúng ta đang nhìn vào biểu đồ nến ngày Ở trên sàn Coinbase Thì hiện bây giờ cái giá Bitcoin lúc mình thường làm cái video này là 9.375 và hôm qua các bạn thấy được là cái nến ngày trên sàn Coinbase đã đóng lại là một cái ngọn nến màu đỏ chúng ta thấy được là cao nhất ngày hôm qua trên sàn Coinbase là 9.843 và thấp nhất ngày hôm qua các bạn thấy được là khoảng 9 ,128. bây giờ chúng ta mức là 9.374 thì các bạn thấy được là tuần này là một tuần rất là lớn đối với Bitcoin tại vì có cái sự kiện Bitcoin halving nhưng mà sau khi mà Bitcoin halving xong thì các bạn đã thấy là giá cái Bitcoin cũng không có xuống mạnh như là nhiều người tưởng tượng điều này thường cảm thấy là làm cho một số người là an tâm hơn là thị trường Bitcoin bây giờ là vẫn giữ cái mức là trên 9.000 đô sau khi mà halving đương nhiên tuần sau như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục để mà theo dõi thì ngoài chỉ Bitcoin ra các bạn thấy được là các đồng lớn bây giờ thì vẫn đi theo xu hướng của Bitcoin Bitcoin bây giờ tổng số vốn hóa phần trăm thì các bạn thấy được là đã, đã chiếm phần trăm cũng rất là cao. Bây giờ là Bitcoin chiếm tổng số phần trăm là 67%, Ethereum chiếm 8,46% và đồng Tether bây giờ đã trở thành đồng thứ ba USDT chiếm tổng cộng là 3,46% với tổng số vốn hóa của Tether bây giờ là 8,8 tỷ đô la. Các bạn thấy được là hôm nay thì Ethereum cũng tương tự như là Bitcoin, Bitcoin xuống 3,2%, phần trăm trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì Ethereum xuống 2,9%, XRP xuống 2%, Bitcoin Cash xuống 2,4%, Bitcoin SV xuống 3,4%, Litecoin xuống 1,4%. EOS xuống 0,9%, Binance Coin xuống 3,4% và đồng Tether bây giờ đã trở thành đồng đứng hạng thứ 10 xuống 1,5%. Các bạn cũng có thể thấy được là trong dòng bao nhiêu tuần qua thì các đồng lớn vẫn tiếp tục đi theo xu hướng của đồng Bitcoin. Thì chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin sau Harvin thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta đã bắt đầu thấy được cái sự đi xuống về cái tốc độ đào của Bitcoin một phần nhưng mà không có nhiều các bạn thấy được là chúng ta đang nhìn vào cái total hash rate nhìn là tổng tốc độ đào của Bitcoin trong vòng một năm qua thì sau cái ngày halving các bạn thấy được là trong vòng hai ba ngày qua cũng có cái sự đi xuống nhưng mà vẫn còn giữ cái tốc độ đào rất là cao khi mà chúng ta so sánh với là một năm trước đây cho thấy được là cái hiện tượng mà nhiều người nói tới trước ngày halving là các thời đào sẽ bỏ đào Bitcoin tại vì không còn lời nữa hay là họ sẽ bỏ cuộc mạng lưới Bitcoin sẽ đi vào một cái tình trạng là không ai giải quyết giao dịch tình trạng đó đã không có xảy ra ít ra trong tuần này chúng ta chưa có thấy tình trạng nó xảy ra và khi chúng ta nhìn vào cái độ khó đào thì độ khó đào bây giờ là chứng đoán là khoảng 3 ngày 10 giờ nữa là sẽ điều chỉnh lại và bây giờ vẫn cho thấy được là sẽ điều chỉnh lên 0,84% tại vì cái tốc độ đào ở thời điểm hiện tại so với lại lần trước đây mà tốc độ đào điều chỉnh là khoảng 2 tuần trước đây thì bây giờ vẫn cao hơn là hai tuần trước đây cho nên là tốc độ đào là sẽ điều chỉnh lên nghĩa là mạng lưới sẽ trở thành khó hơn tại vì bây giờ vẫn còn rất nhiều người đào ở trên mạng lưới Bitcoin hash rate vẫn còn rất là cao và nói tới hash rate thì các bạn thấy được là có một số những bài viết liên quan tới một cái đội đào mới đã đột ngột xuất hiện để mà đào Bitcoin đây là một bài viết mà có thể nhiều bạn đã đọc ở trên Coin Telegraph. bài viết này là ngày 12 tây tháng 5 cách đây vài ngày thì đột ngột chúng ta thấy được là có một cái đội đào xuất hiện một cái pool đào xuất hiện đó chính là lubian.com để thường zoom vào để các bạn thấy rõ ràng hơn và đây là một cái đội đào mà chúng ta chưa biết tới trước ngày Bitcoin haven và đột ngột đã trở thành một cái đội đào đứng lớn hạng thứ sáu bây giờ có nghĩa là so với những đội đào ở trên mạng lưới Bitcoin đây là cái đội đào đứng hạng thứ sáu với tốc độ đào rất là mạnh nhưng mà nguồn gốc thì chúng ta vẫn chưa có rõ bây giờ nhiều người chỉ biết là đây là một đội đào đến từ Trung Quốc nhưng mà Đội đào này là xuất xứ như thế nào không ai rõ và đương nhiên khi mà chúng ta thấy được là có một đội đào đột ngột xuất hiện bắt đầu lần đầu tiên mà người ta biết tên được đội đào này là ngày 24 tây tháng 4 vào cái lốc là 627441 thì bây giờ nhiều người đương nhiên là đặt nhiều nghi vấn và có nhiều cái sự lo ngại tại vì đột ngột có một đội đào mới lên trên mạng lưới của Bitcoin thủ này không có quan tâm nhiều về cái vấn đề này các bạn thấy được là đội đào này bây giờ vẫn đứng hàng thứ sáu 5,6 phần trăm những nơi đào mà lớn vẫn tiếp tục đào như là trước đây các bạn thấy được là btc.com là giữ phần trăm là 15,1 phần trăm cái đội đầu F2 Pool giữ phần trăm là 17,9% And Pool 11,2% Đây vẫn là những đội đào mà nhiều người quen thuộc Thì điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây là liên quan tới các bạn thấy được là khi mà cái đội đào này xuất hiện Thì một điều mà chúng ta không thấy đó chính là cái sự thay đổi về mạng lưới của Bitcoin trong cái biểu đồ tốc độ đào Các bạn thấy được là khi đội đào này xuất hiện thì chúng ta không có đột ngột Thấy có sự tăng trưởng mạnh về mặt Hasray thì cũng có nghĩa là đội đào này nhiều người cho là có thể là đã đào trước đây nhưng mà họ đào ẩn danh bây giờ người ta mới biết đến cho nên đây là một đội đào mà có thể là có mặt trước ngày 24 tháng 4 rất lâu dù sao đi nữa điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta nói tới là mỗi lần Bitcoin halving thì những đội đào mà có cái tốc độ đào yếu hơn có quy mô là mang nhỏ hơn và có những cái máy đào cũ hơn thì sẽ bỏ cuộc tại vì sau khi halving các bạn thấy được là giá không có tăng được gấp đôi nhưng mà thu nhập để bị giảm đi phân nửa thì có thể là nhiều người nói là nhiều đội đào là sẽ bỏ cuộc một đội đào bỏ cuộc thì các bạn thấy được là một đội đào mới sẽ tham gia vào tại vì một đội đào mới mà chưa từng đào bitcoin bao giờ họ hoàn toàn có thể là mua những cái máy mới hiện tại và bắt đầu đào bitcoin là họ sẽ có lời ngay lập tức cho nên việc mà mạng lưới Bitcoin sẽ bị sụp đổ sau ngày halving Đó không phải là một điều mà Thuận lo lắng Thuận chỉ muốn nói lại để các bạn có thêm lòng tin về mạng lưới của Bitcoin Khi mà chúng ta nói tới tốc độ đào và cách tốc độ giải quyết các giao dịch Kế tiếp Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một cái bài viết được chia sẻ bởi Coindesk nói về cái số lượng giao dịch ở trên sàn CME cho sản phẩm Bitcoin option thì các bạn thấy được là bài viết này nói là Bitcoin option ở trên CME đó chính là cái biểu đồ các bạn nhìn thấy trên màn hình này thì để hiểu rõ về vấn đề này thì CoinDesk nói là cái sản phẩm Bitcoin option thực ra chúng ta nói Bitcoin option để mà dễ hiểu nhưng mà đây là sản phẩm là Bitcoin option của Bitcoin Future có nghĩa là option này là các bạn giao dịch option trên Future chứ không phải là option mà các bạn giao dịch trên những sàn thông thường thì cái mà Coindesk nói tới là ngày 6 tới tháng 5 lúc đó cái số lượng giao dịch option ở trên sàn CMB đã tăng lên con số cao nhất kỷ lục từ trước cho tới bây giờ là 9,9 triệu đô la trong ngày hôm đó nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là cái số lượng giao dịch đã tăng lên gấp 4 lần có nghĩa là các bạn thấy là thứ ba mới đây đã tăng lên 30 triệu đô la và một ngày sau đó là thứ tư mới đây tổng cái khối lượng giao dịch option ở trên sàn CME đã lên tới 40 triệu đô la như là các bạn thấy trên màn hình. Thì trong thời gian rất là ngắn, các bạn thấy được là từ ngày 6 tây tháng 5 cho đến ngày thứ tư mới đây, thứ tư mới đây có nghĩa là ngày 13 tây thì trong vòng chỉ có một tuần cái số lượng option giao dịch trên sàn CME đã lên hơn 4 lần thì tại sao lại lên nhanh như vậy? Đây có phải là một điều tốt hay là không? thì các bạn thấy được là đây cũng không hẳn là tốt hay là xấu một điều các bạn cần nên biết ở đây là cái sàn CME này là một sàn mà chỉ dành cho những người gọi là accredited investor hay là institutional investor có nghĩa là những cái tổ chức đầu tư tham gia hay là những nhà đầu tư mà gọi là chuyên nghiệp có nghĩa là phải có cái vốn lớn hay là phải có thu nhập cao thì mới được tham gia vào sàn CME chứ không phải là một người bình thường có thể tham gia vào sàn này được Điều này cũng có nghĩa là những người mà chơi trên sàn CME là những tổ chức đầu tư hay là những người mà có số lượng tiền rất lớn và cái sàn CME này phần lớn người ta sử dụng để mà người ta chống nguy hiểm khi mà người ta đang giữ Bitcoin. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như mà một cái nhà đầu tư nào đó họ lưu trữ nhiều Bitcoin nhưng mà họ lại sợ là giá đi xuống thì một cách để mà mua bảo hiểm lỡ như mà giá Bitcoin đi xuống là họ lên trên sàn CME và họ short hợp đồng tương lai hay là họ short option của hợp đồng tương lai của Bitcoin để lỡ như mà Bitcoin đi xuống thì họ vẫn còn có lời ở trên sàn CME đó là một trong những cách mà họ sử dụng thì như thường đã chia sẻ với các bạn trước đây thì cách suy nghĩ của những nhà đầu tư lớn thì rất khác những nhà đầu tư thông thường cách mà họ suy nghĩ là đầu tiên hết là bảo vệ vốn liếng của họ và thứ nhì họ mới suy nghĩ tới là làm sao để có thể có được lợi nhuận cao nhất từ cái số vốn liếng đó có nghĩa là bảo vệ vốn hóa là cái suy nghĩ đầu tiên và là cái điều quan trọng nhất khi mà họ đầu tư vào bất cứ một mảng đầu tư nào khác với lại những người đầu tư thông thường các bạn thấy là những nhà đầu tư thông thường thì điều đầu tiên họ nghĩ tới là làm sao để có lợi nhuận cao sau đó họ mới học làm sao để quản lý vốn hóa những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ làm ngược lại quản lý vốn hóa là điều quan trọng nhất cho nên họ sử dụng sàn cme như là một cách quản lý vốn hóa điều mình thường muốn nói với các bạn ở đây là tuy chúng ta thấy được là cái khối lượng giao dịch của option của bitcoin future trên sàn CME tăng lên nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là họ tăng lên tại vì họ long hay là họ short tại vì cái tài liệu này chúng ta không biết được không biết được là lượng giao dịch tăng lên có nghĩa là những người mà đang giao dịch là họ long nhiều có nghĩa là họ mua nhiều hay là họ short nhiều họ bán nhiều và các bạn cũng đã biết là tuần này là một tuần mà có cái hiện tượng bitcoin halving cho nên nếu như Thuận là một người mà lưu trữ giá sử như là mấy trăm thậm chí là mấy ngàn mấy chục ngàn đồng btc thì Thuận sẽ lên trên sàn CME để mà bán hợp đồng tương lai hay là bán option hợp đồng tương lai lỡ như mà sau khi Haven giá Bitcoin đi xuống mạnh thì Thuận vẫn tiếp tục giữ Bitcoin của mình nhưng mà sẽ có lời trên sàn CME như là một cái bảo hiểm cho nên việc mà tuần này khối lượng hợp đồng tương lai hay là option trên sàn CME tăng lên cũng là một điều cảm thấy là rất bình thường. Đây không phải là một cái dấu hiệu cho thấy là những nhà đầu tư lớn đang ồ ạt đổ vào. Đó là điều mà tôi muốn các bạn hiểu rõ về vấn đề này. Và chúng ta nhìn vào một số những cái tài liệu khác nữa được chia sẻ đó chính là khi chúng ta nhìn vào cái khối lượng giao dịch option so với những sàn khác thì các bạn thấy được là đây là một số sàn mà đã được thống kê khối lượng giao dịch bởi school thì các bạn thấy là có sàn Deribit, là X back OKX OK, và CME thì nhiều người chỉ ra là cái khối lượng của sàn CME rất là nhỏ đó chính là cái màu vàng các bạn nhìn thấy trên màn hình cái khối lượng mà option nhiều nhất đó chính là cái màu đỏ đó chính là tới từ sàn Deribit thì các bạn thấy là cái biểu đồ này cũng không hẳn là chính xác lắm tại vì các bạn thấy là cái option ở trên sàn CME là không phải là cái Bitcoin option mà các bạn chơi trên sàn Deribit hay là Ledger X option trên sàn CME là cái option của Bitcoin Future và những người mà chơi trên sàn CME là những người mà phải chơi với cái số lượng tiền lớn Những người mà có cái vốn lớn Tại vì các bạn thấy được là mỗi một hợp đồng trên sàn CME là tới 5 Bitcoin Kết cấu nó không giống như những sàn khác Cho nên khi chúng ta so sánh ngang hàng thì sẽ có thể gây ra nhiều sự hiểu lầm Điều kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái đồng OMG đã bắt đầu có thể lên trên sàn Coinbase Pro vào ngày 18 tháng 5 có nghĩa là ngày thứ hai tới đây và cái gì khác biệt các bạn có đã biết là Coinbase Pro trước đây gọi là sàn GDEX là một sàn mà các bạn có thể là lên trade thì không giống như là cái sàn Coinbase mà các bạn sử dụng hàng ngày. Tuy là các bạn có thể dùng một cái chương một một cái account để mà login in để mà giao dịch trên sàn Coinbase Pro nhưng mà hoạt động thì cũng không hoàn toàn giống nhau. À, những người mà sử dụng Coinbase Pro thì ít hơn là Coinbase bình thường. Nếu như mà muốn đồng OMG có mặt trên cái ứng dụng Coinbase bình thường thì phải chờ thêm khoảng chừng là một hai tuần nữa như là những đồng trước đây nhưng mà các bạn thấy được là omisigo đồng omg này đã có một cái sự uh, tăng trưởng khi mà nhận được tin tức là lên trên sàn coinbase pro khi chúng ta nhìn vào đồng omg này thì các bạn thấy được là có cái sự tăng trưởng rất là lớn trong tuần này đồng omg này bây giờ đứng hạng thứ 49 thì các bạn thấy được là chỉ có ngày hôm qua thì đồng OMG một đồng chỉ có 75 sen nhưng mà sau khi mà tin tức được đưa ra lên trên sàn Coinbase đã lên tới một đô là 4 sen và bây giờ các bạn thấy là đi chơi về một phần nhưng mà vẫn ở cái mức cao là 93 sen cho một đồng OMG. Thì đây là một cái điều mà thường cảm thấy đã lâu rồi chúng ta không có thấy trên thị trường crypto Tại vì các bạn thấy là trước đây mỗi một lần mà chúng ta nghe nói một đồng nào mà được lên trên sàn Coinbase hay là Binance Thì cái giá đồng đó thông lên rất là mạnh Nhưng mà đã lâu rồi chúng ta không thấy cái sự kiện này mãi cho đến ngày hôm nay. Và một điều mà có rất nhiều bạn hỏi thuận đó chính là liên quan tới là khi nào chúng ta mới thấy được cái altcoin mới bắt đầu là tăng trưởng mạnh. Thì như mà nào mà đã ở trong thị trường này năm 2017 lúc mà cái mùa altcoin tăng trưởng thì các bạn thấy là ngày nào chúng ta cũng thấy có nhiều altcoin mới ra đời ngày nào chúng ta cũng nhận được nhiều tin tức liên quan tới một số altcoin pump rất là mạnh thậm chí là lên hai lần ba lần thậm chí là năm sáu lần trong vòng thời gian rất là ngắn trong vòng thời gian là một tuần hai tuần thì đó chính là cái mùa tăng trưởng của altcoin nhưng mà các bạn cũng đã nhớ là điều đó chỉ xảy ra khi mà Bitcoin đã phá cái đỉnh cũ đã đạt được cái mức là 19.000-20.000 đô Lúc đó thì thị trường altcoin mới bắt đầu sôi động thì lần này tôi nghĩ cũng tương tự bây giờ các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào những tin tức ở trên các trang chuyên về crypto thì phần lớn tin tức vẫn xoay quanh Bitcoin ngay các bạn lên trên YouTube bây giờ các bạn thấy là phần lớn các video đều xoay quanh Bitcoin tại vì bây giờ trong cái thời kỳ mà Bitcoin chưa phá đỉnh cũ thì đây là cái đồng mà nhiều người quan tâm tới nhất chỉ khi nào mà Bitcoin qua khỏi 20.000 đô thì lúc đó Thường nghĩ là chúng ta mới thấy được là chúng ta thấy cái giá của các altcoin mới bắt đầu có cái sự tăng trưởng kế tiếp và từ đây cho đến ngày đó thì cái phần trăm của Bitcoin trên thị trường thường nghĩ là sẽ càng ngày càng tăng lên thậm chí có thể lên đến 80 phần trăm trước khi mà bắt đầu đi trở xuống để cho các altcoin có cái sự tăng trưởng kế tiếp tại vì sao Tại vì các bạn thấy được là dòng tiền thì đối với một người mà chưa hề tham gia vào thị trường này thì người ta bắt đầu tham gia tìm hiểu về Bitcoin cho nên dòng tiền sẽ đi từ trong ngân hàng đi vào thị trường Bitcoin khiến cho giá cả tăng lên nhưng mà sau khi Bitcoin tăng trưởng một thời gian thì những người mới đó họ mới đã bắt đầu là tìm hiểu những đồng lớn những đồng như là Ethereum, XRP, Bitcoin Cash sau đó thì họ mới bắt đầu tìm hiểu tới những đồng nhỏ cho nên điều mà thường muốn nói với các bạn là chúng ta sẽ thấy được là dòng tiền đi từ bên ngoài vào trên Bitcoin trước sau đó Bitcoin tăng trưởng tăng trưởng tới mức nào đó thì nhiều người sẽ tìm kiếm những cái đồng mà có giá trị rẻ hơn Bitcoin tại vì họ nghĩ là Bitcoin đã đạt được một cái đỉnh mới thì cơ hội tăng trưởng kế tiếp sẽ không còn cao Họ muốn có được cái lợi nhuận Các bạn thấy là nếu như Bitcoin đi từ 9.000 đô mà lên tới 30.000 đô thì nhân 3 lần Nhưng mà ở mức 30.000 đô đó thì sẽ có nhiều người nghĩ là cơ hội Bitcoin từ 30.000 đô lên 60.000 đô nghĩa lên 2 lần Sẽ không có cao như là lên từ 9.000 đô lên tới 20.000 đô cho nên họ sẽ tìm kiếm những cái altcoin khác mà chưa có cái sự tăng trưởng đó và họ sẽ tìm kiếm những altcoin lớn. Đó là bước kế tiếp. Bước thứ ba sau khi mà các altcoin lớn như là Ethereum có cái sự tăng trưởng riêng thì chúng ta mới thấy được là nguồn tiền chạy từ những altcoin lớn đi vào những altcoin nhỏ. Thì lúc đó những altcoin nhỏ mới có cái sự tăng trưởng, mới có cái sự phong mạnh. Đối với thuận chúng ta bây giờ chỉ mới bước vào cái thời kỳ tăng trưởng và thời kỳ tăng trưởng thì thường là khoảng 2 năm. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái sự tăng trưởng năm nay, năm 2021 và năm 2022 thì nếu như mà lịch sử lặp lại chúng ta sẽ thấy cái sự đi xuống giá chúng ta sẽ bước vào một mùa đông kế tiếp nhưng mà thời gian tăng trưởng vẫn còn ở trước mặt trong vòng một năm rưỡi tới đây đó chính là cái thời gian tăng trưởng mà nhiều người tin tưởng và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa theo dõi Thuận Capital trên các mạng xã hội thì các bạn có thể lên trang web thuậncapital.com Sau đó các bạn bấm vào giới thiệu, các bạn sẽ đến được cái trang như là trên màn hình Các bạn sẽ kiếm có những cái link Facebook, Telegram, Twitter và các link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch thì các bạn có thể tìm thấy link ở phía dưới video Hay là các bạn có thể sử dụng trang web thuận capital.com slash pages slash sàn giao dịch Các bạn có thể tìm hiểu và tham gia những sàn margin như là SnapX hay là Bybit Tuy nhiên tham gia những sàn margin thì có rất nhiều nguy hiểm không phù hợp cho những bạn mới Chỉ thích hợp như những người nào mà có kinh nghiệm trading Hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn Binance, một sàn trade all coin hay là các bạn là một người ở Hoa Kỳ có thể tìm hiểu và giao dịch mua trực tiếp crypto trên sàn Coinbase thì trở lại thì chúng ta kế tiếp sẽ nói tới thị trường tài chính ngày hôm nay thì các bạn thấy được là tin tức breaking news, tin tức mới vừa đưa ra trong lúc một hầm video này thì Hạ Viện đã thông qua cái gói 3.000 tỷ đô la thì điều này có nghĩa là gì? các bạn thấy là 3.000 tỷ đô la là một gói hỗ trợ mà chúng ta đã nói tới trong dòng mấy video ngày hôm nay, nhất là cái video 571 thường đã giải thích rõ là cái gói 3.000 tỷ hỗ trợ này là trong đó có những gì thì hôm nay chúng ta thấy được là hạ viện đã thông qua thì bước kế tiếp là gì? Bước kế tiếp là chúng ta phải thấy được cái gói hỗ trợ này thông qua thượng viện. Nhưng mà bây giờ thì tin tức đưa ra ngày hôm nay từ nhà trắng cũng như là thượng viện là cái gói hỗ trợ này sẽ không được sự ủng hộ của nhà trắng cũng như là thượng viện thì trước hết là chúng ta phải thông qua hạ viện như là các bạn thấy là đã làm được tối nay thì kế tiếp nữa phải thông qua thượng viện rồi sau đó tới tổng thống rồi sau đó mới là chính thức được thông qua nhưng mà cái phiên bản hiện tại thì sẽ không có cơ hội thông qua thượng viện cho nên bây giờ điều kế tiếp mà có thể đã được làm là có hỗ trợ này là phải được điều chỉnh lại một số điều mà đảng dân chủ muốn hay là đảng cộng hòa muốn thì hai cái đảng này là phải ngồi lại để mà thảo luận và đưa ra những quyết định mà cả hai bên đều đồng ý sau đó thì chúng ta mới bỏ phiếu trở lại hạ viện và sau đó lại đi trở ngược lại thượng viện và tổng thống cho nên cái mà chúng ta thấy được ngày hôm nay chỉ là thông qua hạ viện. Hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ có thêm nhiều chi tiết là gói hỗ trợ này sẽ đi điều chỉnh như thế nào. Tại vì bây giờ có nhiều mục, nhất là những mục liên quan tới là cho tiền cho những cái tiểu bang cho tiền cho những cái chính phủ địa phương là một điều mà không được ủng hộ bởi đảng Cộng Hòa. Thường thì thấy là sớm muôn gì cũng có một cái cơ hỗ trợ được thông qua và cơ hội có tiền cho người dân là một cái cơ hội rất là cao. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề này. Nhưng mà nói về tình hình tài chính nói chung thì các bạn thấy được là hôm nay là một ngày mà cũng không có nhiều sự dao động. Chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones của chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay là tăng 0,25%, S&P 500 tăng 0,39% và Nasdaq tăng 0,79%. Chúng ta nói tới thị trường dầu ngày hôm nay thì dầu cũng có cái sự tăng trưởng là bây giờ là gần 30 đô la trở lại gần 30 đô la cho một thùng dầu đây là giá cả hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6 này còn về vàng thì bạn thấy được là cũng có một cái sự tăng trưởng nhẹ tăng 0,75% ở cái mức là 1754 đô cho một ounce vàng thì cái vấn đề liên quan tới gói hỗ trợ này có được thông qua hay không thì như thường đã nói là sớm muộn gì cũng có một gói được thông qua nhưng mà điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là mỗi lần mà chúng ta thấy được một gói hỗ trợ thông qua thì mỗi lần chúng ta sẽ thấy được là cái số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ cần phải mượn là sẽ tăng lên và cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ mượn tiền là một điều mà các bạn thấy là có rất lâu chúng ta thấy được là từ năm 1930 thì mỗi lần mà có sự cố thì các bạn thấy là chính phủ Hoa Kỳ sẽ đi mượn tiền và cái số lượng tiền mượn cái nợ của Hoa Kỳ thì càng ngày càng tăng lên và bắt đầu từ năm 1990 thì các bạn thấy được là cái tốc độ tăng trưởng đã tăng lên rất là nhanh, gần như là dựng đứng như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Từ lúc mà năm 1990 chỉ có nợ tổng cộng là 3,23 nghìn tỷ. Cho tới thời điểm bây giờ, ngày 7 tháng 5 năm 2020 đã lên tới 25 ngàn tỷ. Và để các bạn hiểu rõ hơn thì khi mà chúng ta nhìn vào cái nợ của Hoa Kỳ thì năm 2014, hồi tháng 9 là khoảng 17,8 tỷ đô la cho tới năm 2019 tháng 9 là 22,7 tỷ đô la có nghĩa là trong vòng 5 năm đó là Hoa Kỳ đã mượn tổng số nợ là 5.000 tỷ đô la và tại sao mượn thì sử dụng trong rất nhiều việc khác nhau nhưng mà cái số nợ này trong vòng 5 năm chỉ có tăng 5.000 tỷ đô la mà trong năm nay chỉ năm 2020 là cái số nợ phải cân mượn có thể đã lên tới con số 5.000 tỷ đô la Tại vì các bạn thấy được là trong cái quý 2 này Thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Stephen Nugent Đã nói là Hoa Kỳ cần phải mượn 3.000 tỷ đô la Để mà hỗ trợ cái gói hỗ trợ Tại vì bây giờ cái gói hỗ trợ thì được thông qua nhưng mà lại không có tiền Vì lý do đó chính phủ Hoa Kỳ cần phải tiếp tục mượn nợ Và đó là không nói tới là cái quý 3 này Có thể là mượn số nợ lên tới là hơn 600 tỷ Và trong cái quý 1 cũng đã mượn một số cũng rất lớn Các bạn thấy được là trong năm nay Cơ hội là Hoa Kỳ sẽ mượn bằng 5 năm trước đó cộng lại là một điều hoàn toàn có thể xảy ra thì tại sao phải mượn nợ thì các bạn thấy được cái số tiền mà Hoa Kỳ thu nhập vào với lại cái số tiền mà Hoa Kỳ chi ra hàng năm là hầu như phần lớn các năm là điều bị gọi là deficit có nghĩa là điều bị thiếu các bạn thấy được là năm 2018 mới đây thì cái số tiền thuế mà thâu vào so với lại cái số mà chi ra thì đã âm 779 tỷ, năm 2017 là âm 665 tỷ, năm 2016 là âm 585 tỷ cho mình thấy được là hầu như năm nào cũng có con số âm, có nghĩa là chi ra thì nhiều thâu vào thì không đủ đó lý do tại sao mà cái số nợ của Hoa Kỳ ngày cứ càng tăng bây giờ các bạn thấy được là tổng số nợ của Hoa Kỳ đã lên tới cái mức là 25,2 nghìn tỷ thì nhiều bạn sẽ nói là con số nợ này quá cao thì tại sao là nhiều như vậy thực ra mà nói là cái số nợ mà được mượn thì quốc gia nào cũng có các bạn thấy được là Hoa Kỳ thì cũng có Trung Quốc cũng có Nhật Bản cũng có các bạn thấy là nước Anh nước Đức nước pháp nước ấn độ nước nào cũng có cái số tiền mà nợ mà họ cần phải trả thì các bạn thấy được là hoa kỳ là một cái quốc gia lớn thì chi tiêu nhiều thu cũng nhiều cho nên cái số nợ sẽ lớn hơn các quốc gia khác nhưng mà cái số nợ này chừng nào mới được trả lại các bạn thấy được là cái lần cuối cùng mà chúng ta thấy cái số tiền mà thu vào của hoa kỳ so với lại cái số tiền chi của nhà nước là có một cái surplus nghĩa là còn dư ra đó chính là năm 2001 lúc đó là chúng ta dư 128,2 tỷ đô la cho năm 2001 và nhiều bạn có thể nói là tại sao mà tổng thống này hay tổng thống kia lại mượn nhiều như vậy Thật ra thì trong lịch sử của Hoa Kỳ các bạn thấy được là hầu như là không có mấy tổng thống mà không mượn Các bạn thấy là thống kê năm 1941 cho đến bây giờ thì hầu như tổng thống nào cũng đưa Hoa Kỳ đi vào cái tình trạng là cần phải mượn thêm tiền chứ không phải là riêng một tổng thống nào và không phải riêng là một đảng nào các bạn thấy là có đảng dân chủ của đảng Cộng hòa các bạn thấy được là hầu như năm nào Hoa Kỳ cũng cần phải mượn tiền và nếu như mà chúng ta nói tới năm 2001 thì dư ra 128,2 tỷ đô la và đó là cái năm cuối cùng mà có cái sự dư ra sau khi mà chi tiêu trong chính phủ thì mình thấy được là trong vòng 20 năm qua năm nào cũng có cái sự thiếu hụt trước năm 2001 thì các bạn thấy là những năm 1998 tới năm 2001 là những năm mà có cái sự dư ra nhưng mà trước đó nữa thì các bạn thấy được là năm 1969 dư ra 3,2 tỷ đô la nhưng mà giả sử như là chúng ta sau này mỗi năm đều có dư ra có nghĩa là thu vào thì nhiều nhưng mà chi ra thì không nhiều bằng chúng ta dư ra mỗi năm như là năm 2001 là dư ra 128 tỷ đô la mỗi một năm thì Hoa Kỳ chừng nào mới trả hết nợ Hoa Kỳ chừng nào mới trả hết 25 nghìn tỷ đô la mà các bạn nhìn thấy trên màn hình thì nếu như chúng ta tính vào lịch sử của Hoa Kỳ trước đây dùng máy tính cho mà tính thì các bạn sẽ thấy được là 25 000 tỷ đô la chia cho dư ra mỗi một, một năm là 128 tỷ giả sử như là từ đây cho đến nhiều năm sau này năm nào Hoa Kỳ cũng dư ra 128 tỷ thì khi nào mới trả hết nợ các bạn thấy được là sẽ tốn 195 năm mới trả hết cái số nợ 25.000 tỷ đó nhưng mà cơ hội mà Hoa Kỳ dư ra là hầu như không có các bạn thấy được là những năm chuẩn đoán sau này là từ năm 2019 tới năm 2029 nghĩa là 10 năm sau thì năm nào hầu như là Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục mượn nợ tiếp tục đẩy con số mà nợ của chính phủ Hoa Kỳ tăng lên rất là cao. Nói một cách đơn giản, cái số nợ này gọi là nợ nhưng mà sẽ không có ngày trả hết và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận hy vọng là các bạn có được một cuối tuần vui vẻ và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NEPX và sàn Bybit tham gia sàn NFX bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia thông qua link của Thuận Capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch, sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn. Ba sàn này, SnapX, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế. Nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ, các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này. Và ngoại trừ các video, các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn